Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quý trở lại với khóa Học React CHS cho người mới bắt đầu và trong video này Mình sẽ cùng các bạn code Setup cái channel layout Cho cái trang chi tiết sản phẩm nha Ok bây giờ mình bắt đầu thôi Rồi thì bây giờ mình sẽ vào Cái feature Product các bạn ha, thì mình sẽ có Một cái trang mới nữa, thì mình sẽ bỏ vào Cái folder pages này ha Mình sẽ có một cái ông thần nó tên là detail Page.js Các bạn ha, dùng pro Để generate ra cái Uh, cái, cái cái skeleton của mình. Rồi mình sẽ rất bình thường thôi. hãy các bạn để ý nè. Uh, nó sẽ có là như vậy là đầu tiên là cái nội dung của mình sẽ nằm trong một cái container. Như vậy đầu tiên ở ngoài nó sẽ có một cái box bự ở ngoài full hết ha. Sau đó tới container. Xong sẽ tới đó là cái phần tới cái vùng màu trắng này ha. Nó chính là cái 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 paper ở trong cái uh, Material UI. Xong nó sẽ là grid. Cái grid cái sẽ là có hai cột, cột trái và cột phải. Rồi, setup À, đầu tiên là cái box là cho full từ trái sang phải này ha. Tiếp theo là giới hạn lại cái phần nội dung là bọc cho nó trong một cái container. À, dưới container nó là một cái paper là cái phần mà màu trắng trắng á, à, cái phần container trắng trắng á, à, mình cho nó elevation bằng uh, zero. À, dưới này thì nó là có một cái grid, uh, cái grid. Thì cái grid này nó có hai cột thôi, đơn giản ha. Thì nó gồm có một cái grid container và một cái grid là item hai cái list là item các bạn ha uh, nó na ná na ná, ná, ná giống như cái bên cái list page cho nên là mình sẽ copy cái style qua ha các bạn mình qua cái list page nè mình sẽ copy cái phần use style này qua à, ná, ná nhau à uh, bỏ xuống này uh, import max style này rồi sau đó là mình sẽ có cái cái phần class classes nó sẽ bằng use style À uh, rồi cái ông này thì sẽ là bên uh, class name uh, classes.left. Uh, còn cái ông thần ở dưới thì ổng sẽ là bên right. Rồi, thì ở bên trái mình mình gọi là cái thumbnail đi ha, cái thumbnail. Uh, còn bên phải thì mình gọi là cái product info đi ha, product info, ok Rồi. Uh, dùng option ship O để optimize import option ship o rồi optimize import ok prop không có gì hết thì bỏ luôn đi ha à, bỏ luôn đi ha tại mình không xài rồi ok info rồi như vậy là mình đã có một cái trang uh, detail page đơn giản ha à, mình chưa mình chưa có làm xong nhưng mà mình sẽ có được cơ bản cái trang detail page bây giờ mình sẽ add một cái routing cho nó ha trong cái feature product của mình ha mình đang có một cái road uh, của list page thì mình sẽ dùng option shift xuống option shift xuống của các bạn là control alt shift xuống thì nó sẽ ra được uh, clone một cái dòng ở trên y chang đi xuống một cái dòng bên dưới ha uh, đường dẫn thì nó sẽ là uh, Bằng đường dẫn của hàng cha đó rồi xịt thêm là cái uh, product id nữa uh, không cần exact và mình sẽ xài cái component là detail page uh, product pages detail page rồi ok ha thêm cái block id nữa là được nó sẽ ra cái ông thần detail page thử nào xịt một hai ba đại đi thì các bạn sẽ thấy nó ra được cái product thumbnail nè product info này ha Ờ uh, nhưng mà các bạn để ý là nó sẽ có một cái thành border bên phải nữa và nội dung nó sẽ được padding vào chút xíu bên này nội padding nội dung nó cũng padding vào ha uh, nếu vậy mình sẽ style thêm một tí ông thần này thì nó bự hơn xíu ha cho 400 pixel đi uh, về padding ha padding mình sẽ dùng cái theme spacing mình cho padding uh, khoảng cỡ 12 pixel chứ là 1.5 ha uh, mình cho cái border right của nó Uh, sẽ là một pixel solid rồi còn cái màu color mình sẽ là cái team chấm palette lấy màu ray uh, khổ bao nhiêu nhỉ cỡ chắc cỡ 300 ha màu xám cỡ 300 thang cỡ 300 chắc đẹp uh, cho bên phải nó cũng bedding luôn đi như thế này rồi để coi thử ra sao đây nó sẽ ra được giống giống vậy các bạn ha uh, right rồi cái này mình sẽ là right left right rồi ok thì như vậy là bạn thấy là mình đã setup xong đơn giản <laughs> Cái layout các bạn ha, các bạn thấy là khi mà các bạn uh, xài được quen cái thư viện rồi ha uh, Bạn hiểu được là bạn cần xài những cái component nào thì Cái việc setup layout khá là nhanh, khá là đơn giản và tiện lợi ha Rồi bây giờ thumbnail này, bây giờ mình chỉ cần tách cái ông thằng thumbnail này ra một cái thành một cái component riêng nè block info này ra thành một cái component riêng nè Là xong rồi, đúng không? Rồi còn lại là mình sẽ làm thêm cái phần nested routing này nữa Là cho cái phần bên dưới này nè, đó Ok ha rồi, thì ở video này mình sẽ uh, mình sẽ làm cái phần thumbnail và broad info trước, xong mình sẽ đi tới cái phần nested routing sau ha. Như vậy là ở video này, chúng ta lướt qua một cái nhẹ một phát là chúng ta đã có được một, <laughs> một cái layout ha. À, các bạn có thể đặt ông thần này vô là cái cái root luôn để trong trường hợp mà cần style cái gì thì style ha. classic root Rồi, thì uh, lướt một cái nhẹ cái là mình đã có một cái general layout cho cái trang detail của mình rồi ha. Mình đã có được hai cái cột À, bên trái và bên phải rồi nó ngăn cách nhau bằng một cái dấu à, dấu gạch à, một cái border ha. Bây giờ mình sẽ làm cho từng cái component một à, cái thằng thumbnail nè, rồi cái thằng broad info này ha. Mình sẽ làm UI đơn giản nhất có thể thôi, chỉ là UI các bạn tự chỉnh với mình nha. Rồi chủ yếu là để mình focus vào tính năng để support các bạn làm nhiều cái tính năng ha. Rồi. Xong rồi. <laughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.